Video này sẽ hướng dẫn mọi người cách thức đăng ký tài khoản HitPartner Pro trên điện thoại. Đầu tiên mọi người sẽ tải ứng dụng HitPartner Pro về, lựa chọn vào mục đăng ký, lựa chọn là tôi là nhà cung cấp dịch vụ, lựa chọn vào người cài đặt. Sau đó mọi người sẽ điền đều thông tin như là tên, họ tên. Lưu ý là những hàng nào mà có dấu sao đỏ, mọi người sẽ phải điền đủ thông tin. Sau đó ấn sau khi điền email, mọi người ấn xác minh. Và mọi người sẽ quay trở ra phần email. Sẽ có một mã xác minh được gửi đến. Mọi người điền mã xác minh vào cột là mã xác minh. Điện thoại mọi người sẽ điền số điện thoại. Thì mọi người có thể điền cái số điện thoại mà bỏ số 0 ở đầu tiên đi. Ở trước đã có cộng 84. Tạo mật khẩu. Rồi lựa chọn là tôi đồng ý với các cái chính sách bảo mật của HikVision và nhấp vào đăng ký. Sẽ có thông báo là đăng ký thành công. Thì sau khi đăng ký xong, mọi người sẽ có thể là xác nhập một số thông tin công ty. Và nếu trong trường hợp mà những thông tin này không phải là công ty của mọi người có thể là ấn vào tạo công ty ở phần trên. Và sau đó ấn vào xác thực ngay. Và điền đầy thông tin như là địa chỉ, thành phố, số điện thoại. Ngày thành lập công ty. Mọi người lưu ý là những cái thông tin về địa chỉ ở đây, mọi người nên điền chính xác số nhà. Vì sau này những cái phần quà được đổi ở trên cửa hàng điểm thưởng sẽ được gửi về chính cái địa chỉ mọi người điền thông tin ở đây. Sau đó mọi người lựa chọn vào tôi đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật và lựa chọn kết thúc. Như vậy đã hoàn thành xong bước đăng ký cũng như là xác thực thông tin công ty. Ngoài ra thì mọi người lưu ý một chút là đối với những người đã đăng ký thông tin là đăng ký tài khoản, mọi người sẽ sử dụng là tài khoản HikID. Còn những người trước kia đã sử dụng ứng dụng HikPass Pro Connect thì có thể là đăng nhập bằng tài khoản Hik Pro Connect, sau đó là lựa chọn là nâng cấp lên tài khoản HikID. Bởi vì một số các cái tính năng sẽ bị hạn chế ở cái tài khoản Hik Pro Connect và mọi người nên sử dụng tài khoản HikID. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể là đăng nhập bằng số điện thoại. Và mọi người sẽ chờ, ở phần trên sẽ có một chữ chi tiết. Mọi người sẽ chờ để có thể là xác thực thông tin công ty trong từ 1 đến 3 ngày làm việc.